Thank you Đây là phần 2 của chương trình luật di chú và nhập tật luật sư Nguyễn Đại Tuấn và chiều tối ngày hôm nay là ngày 13 tây của tháng 5 của năm 2019. Lát nữa thì chúng ta sẽ gửi cho quý vị, uh, chúng ta sẽ có cái, cái visa button của tháng 5 của năm 2019. Uh, thưa quý vị phần đầu của chương trình thì Tuấn có nói được cái Tuấn có nói về cái bản tin của ngày hôm nay thì nó là một cái bản tin mà nó cũng không có phải là cái bản tin tốt hoặc là không phải là cái bản tin tốt mà nó là một cái bản tin rất là buồn và thất vọng cho cộng đồng của chúng ta thì cái đó là cái bản tin mà hơn 96 người tại thành phố Houston hoặc là những cái thành phố khác đa số là người Việt đã bị bắt hoặc là bị cáo tội về cái vấn đề hôn nhân gian lận thì người ta đã bắt hơn 50 người trong 96 người này rồi rồi bây giờ đang có cái lệnh truy nã để bắt một số người đang trong nằm trong cái tờ giấy cáo tội này nữa. Thì cái vấn đề này nó là một cái sự ảnh hưởng rất là lớn cho người ta. Tại vì hôn nhân gian lận thì nó là đại hình sự trên mặt luật hình sự của liên bang. Thì cái trách nhiệm về cái vấn hình sự này thì có thể kết tù 5 năm tù hoặc hay có thể là vừa 250 ngàn tiền phạt. Và đồng thời nếu người ta sử dụng giấy tờ qua bưu điện để gửi cho sở y chú thì nó lại liên quan tới cái vấn đề à, bưu điện hoặc là thư từ gian lận nữa với chính phủ Hoa Kỳ thì cái hình thức đó nó có thể đưa tới cái trách nhiệm về hình sự cho tới 20 năm tù cho nên chúng ta thấy đây là một cái vấn đề rất là nặng và đây là những cái gì nó không phải xa vời với của trong cộng đồng của chúng ta mà nó xảy tại thành phố Houston và cái người đứng ra tổ chức cái này là cũng là một người phụ nữ người Việt ở gần Houston luôn hoặc ở trong thành phố Houston luôn thì cái hậu quả nó đưa ra nó rất là nặng cho những cái người mà tham dự về cái này đa số là những em du học sinh đa số là những em rất là trẻ đang du học ở đây mà kết hôn với những người công dân Hoa Kỳ và cái người công dân đó Hoa Kỳ đa số là những người Latinos hoặc là người nước ngoài công quốc tịch Hoa Kỳ thì tóm tắt lại cái trách nhiệm về cái vấn đề là như thế này thì cái người công nhân Hoa Kỳ đó có thể bị ở tù 5 năm hoặc là hai chục năm nếu mà bị buộc tội về cái vấn đề vụ điện gian lận và có thể vừa phạt tới hai chục hai chục hai trăm ngàn tiền phạt và nếu mà tương lai người ta muốn bảo lãnh cho người thân của người ta sợ như chú sẽ cấm luôn còn riêng những em du học ở đây mà trong những cái hoàn cảnh này thì nó đưa tới cái trách nhiệm ba phần phần đầu tiên hình sự có thể tù có thể tù treo có thể bị phạt cái thứ nhì trục xuất nếu người ta đã có thể săn hoặc quốc tịch thì sở di trú sẽ làm những cái thủ tục để thu hồi lại những cái quyền lợi đó sau đó trục xuất cái thứ ba cấm cả đời không vào thẻ săn hoặc là không vào nước hoa kỳ đây mình nói cái sự đó cái sự nặng đó cái cái cái, cái, cái hậu quả nó rất là nặng và cộng thêm nó lại liên lụy nó lại liên lụy cho rất là nhiều người nữa đó, rất là nhiều người nữa đó cho nên đây cái tin tức này chúng ta sẽ nghe nhiều nữa nhưng mà đây để tuấn gửi ra trước cho quý vị đó thì cái chuyện này nó là một cái sự mà không phải là tốt nó rất là thất vọng và nó rất là buồn khi nó xảy ra cho cộng đồng của chúng ta nhưng mà tuấn lại hy vọng qua những cái chương trình này và cái chuyện nó xảy ra thì nó cũng là cái sự giúp cho chúng ta hiểu biết là cái vấn đề cái luật và cái trách nhiệm của cái luật khi mình sống ở đây đó mà những cái chương trình này tuấn rất là hy vọng khi quý vị hiểu biết về cái mặt luật di trú hiểu biết về cái thủ tục tuấn rất là hy vọng quý vị sử dụng cái lý lẽ và nếu mà trong cái hoàn cảnh đó tránh được mấy cái này ok À, thưa quý vị, số điện thoại là 844-858-7000, đó là 844-858-7000. Trong cái thời gian đợi chờ uh, quý vị gọi vào, thì bây giờ cho Tuấn xin gửi quý vị cái visa Bulletin phần A của tháng 5 của năm 2019. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 5 năm 2019. Bạn A, Final Action Day, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính và trung tâm visa đã xét duyệt xong. Hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân hoa kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi đang giải quyết hồ sơ đến ngày 8 tháng 1 năm 2012 diện f2a thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng con độc thân dưới 21 tuổi đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 5 năm 2017 diện f2b thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 2 năm 2013 diện f3 công dân hoa kỳ bỏ lạnh con đã lập gia đình đang giải quyết hồ sơ đến ngày 8 tháng 11 năm 2006 diện F4 công dân hoa kỳ bỏ lạnh anh chị em đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 2 năm 2006 kính thưa quý vị đây là visa bulletin của tháng 5 năm 2019 và cho tuấn xin trở lại hai cái bản tin mà hai cái bản tin này tuấn có đề cập hai tuần liên tiếp rồi cái này đối với tuấn nó rất là quan trọng nó không phải con trọng cho tất cả những cái người Việt mà tất cả những cái người định cư hoặc là di nhân vào nước Hoa Kỳ thì một cái bản tin thì nó cũng liên quan về cái vấn đề mà tin tức ngày hôm nay luôn là cái bản tin mà ngày 22 tây tháng 4 của năm 2019 đó là tổng thống Donald Trump đã đưa ra cái văn bản yêu cầu cái văn bản không phải yêu cầu cái văn bản bắt bộ trưởng bộ nội an và bộ trưởng bộ ngoại giao tìm cách để giải quyết những cái người mà đi qua đi du lịch ở lại quá hạn đó cho nên chúng ta thấy là bây giờ trong cái thời điểm này cái chú ý nó không phải nhất thiết là những cái người mà vào đây passport pháp ở nam biên giới hoa kỳ với mẹ tây cơ nữa và cái sự chú ý là những cái người đã vào đây mà không có đi về cho dù là du lịch hoặc là du học đó thì một cái vấn đề mà người ta muốn giải quyết là cái vấn đề con số người đi qua đi du lịch mà không đi về và cách đây khoảng mấy năm mấy năm cái 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 con số mà người ta vào đây mà không đi về nó hơn cái con số là những cái người vào đây bất hợp pháp ở nam biên giới Hoa Kỳ của Mỹ và mẹ Tây Cơ cho nên cái con số người mà qua đây đúng theo luật pháp du lịch hoặc là du học mà không đi về nó rất là nhiều. Đây là cái tình trạng những cái người ở quá hạn hoặc là overstay. Thì cái memo đưa ra mà Tổng thống đưa ra vào ngày 22 tây tháng 4 của năm 2019 thì Tổng thống cho muốn là Bộ trưởng Bộ Nội An và Bộ trưởng của Bộ Ngoại giao tìm cách, tìm cách, tìm cách giải quyết cho hoặc là giảm cái con số người đang ở đây bất luật pháp mà đã qua đây bất luật pháp. Thì đây là những cái người nào, người nào mà đi qua đi du lịch B1, B2 hoặc là những người nào đi qua theo cái chương trình miễn cái thị thực giống như là những cái người ở bên Âu Châu đi qua đây mà không có thị thực mà ở 90 ngày bây giờ ở hơn 90 ngày. Thì cái bước đầu tiên là phải cho biết những cái quốc gia nào hiện tại đang có hơn 10% của cái người mà có cái hồ sơ du lịch hoặc là miễn thị thực mà đang ở đây bất hợp pháp đang ở đây bất hợp pháp cho nên phải cho biết những cái quốc gia nào mà đang có cái con số người ở đây bất hợp pháp mà không đi về sau khi đi du lịch thì hiện tại bây giờ có một số quốc gia đó đa số là ở bên phi châu hoặc là bắc phi châu hoặc là bên trung đông và một cái nước mà gần nước việt nam nhất là lào cho dù không có nhiều người Lào qua đi du lịch nhưng mà nếu mà có thì người ta lại không về thì Lào và mười mấy cái quốc gia đó có hơn 10% cái con số của người ta đi qua đi du lịch mà không đi về thì bây giờ cái cách nào giải quyết thì bây giờ trong vòng 120 ngày nghĩa là tới uh, tháng 8 thì phải đưa ra cái phương cách để giải quyết những cái này thì một trong cái phương cách là có thể làm việc với cái quốc gia đó trực tiếp đó là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cái thứ nhì cái thứ nhì là có thể không cấp cái thị thực cho những cái quốc gia đó để cho người ta qua đi du lịch hoặc là nếu mà cấp cái thị thực thì cái thời hạn để cho người ta qua đây rút ngắn lại rút ngắn lại rút ngắn lại có thể không phải là 180 ngày để ở đây có thể là chỉ có ba chục ngày thôi và một cái phương cách người ta đang nghĩ tới hoặc là đề nghị là cho dù người ta có thị thực tới sân bay nhưng mà tới sân bay sẽ phỏng vấn lại phải trình bày giấy tờ lại hết để xem cái người ta có cái ý định ở lại đây hay không cho nên đây là cái directive là cái sự mà à, tổng thống Donald Trump muốn đưa ra để giải quyết cho những cái người mà đi qua đây du lịch mà không đi về còn riêng biệt riêng biệt những cái em du học ở đây FJ hoặc là M thì đã có cái directive là cái văn bản hướng dẫn từ tháng 5 của năm 2018. thì cái văn bản hướng dẫn đó phải tính cái thời điểm mấy em ở đây bất pháp kể từ ngày em nó nghỉ học hoặc là làm gì trái với cái điều luật của cái thị thực của mấy em đó giả sử đi làm không có giấy phép thì cái đó nó đã bắt đầu thi hành vào ngày 15 ngày mùng 9 tây tháng 8 của năm 2018 nhưng mà cách đây hai tuần cách đây hai tuần tòa liên bang tòa liên bang đã, đã đưa ra cái quyết định không cho thi hành cái sự thay đổi mới mà sở hữu chú đã tiến hành vào tháng 8 vừa qua thì hiện tại bây giờ cái cách tính cho những em bất hợp pháp nó vẫn tính theo cái điều luật cũ là khi nào sở hữu chú quyết định là không còn đúng theo tình trạng nữa chứ nó không có tính từ ngày mà em nghỉ học hoặc là những cái thời điểm mà em đã làm không đúng theo cái thị thực à, du học nữa. Đó. Thì cái đó là một cái, cái, cái văn bản mà mình phải chú ý tới vào tại vì á, mình biết rồi là cái, cái nước Lào cũng là cái nước gần nhất Việt Nam mà có hơn 10% cái con số của người ta mà đi qua đây du lịch mà không về. Tương lai, tương lai rất là có thể là quốc gia Việt Nam sẽ vào cái danh sách này cho nên mình muốn thấy là cái cái cứu xét và cái đối phó nó như thế nào. Đó. Và cái bản tin thứ nhì thì đây là nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn cho cộng đồng của chúng ta và nó đã bắt đầu thi hành rồi là chúng ta thấy ba cơ quan bộ ngoại giao, bộ nội an và bây giờ bộ tư pháp, bộ tư pháp sẽ bắt đầu thay đổi về cái cách nghĩa, cái cách dịch là như thế nào là lãnh tiền trợ cấp là trở thành cái gánh nặng của cái xã hội để có thể không cho người ta vào hoặc là cấm người ta có thể săn nếu người ta đã vào rồi hoặc là nếu người ta đã có thể săn mà rơi vào cái tình trạng này có thể trục xuất người ta cho nên đây là một cái sự thay đổi cái thay đổi rất là lớn mà ban điều hành dưới Tổng thống Donald Trump đã muốn thi hành từ ngày đầu khi ông ta nhận chức rồi là không phải là hạn chế những cái con số người vào đây mà nó là cái vấn đề nếu người ta vào đây người ta phải tự lập chứ không có thể rơi vào trợ cấp. Cho nên chúng ta bắt đầu thấy tháng 1 của năm 2018 là Bộ Ngoại giao đã thay đổi cái cách tính cho cái vấn đề gánh nặng xã hội rồi để cấm người ta vào nước Hoa Kỳ để có thể từ chối người ta để lấy cái thị thực định cư. Đó thì mình thấy cái sự dùng cái đó rất là nhiều ở bên Mexico và những cái quốc gia Trung uh, Trung Mỹ mình chưa có thấy nó nhiều bên Việt Nam và nó sẽ tới cái mức đó. Thì bây giờ cái sự thay đổi nó đang có cái sự kiện tùng tranh chấp ở bên tòa liên bang ở tiểu bang Maryland. Maryland. Nào, năm vừa qua chúng ta bắt đầu thấy sở Y chú đưa ra cái proposal, cái đề xuất để thay đổi về cái vấn đề gọi là gánh nặng xã hội. Thì cái đề xuất đó đã yêu cầu cái sự góp ý của quý vị hoặc là của uh, public rồi bây giờ người ta đã góp ý rồi và bây giờ Sở Di Chú, Bộ trưởng Bộ Đại An đang coi lại những cái góp ý đó và như thế nào để thi hành, để tránh cái sự tranh chấp trên tòa liên bang. Thì cái đó nó chưa có thay đổi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu thấy cái tin rỉ từ Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp sẽ thay đổi cái vấn đề cách nghĩa cho cái vấn đề gánh nặng xã hội giống như hai cái văn phòng đã phụ trách đã làm là Bộ Ngoại giao, Bộ Nội an sẽ làm. Thì bây giờ Bộ Tư pháp sẽ bắt đầu à, cú cứu xét lại để thay đổi lại cái, cái cách tính gọi là cái gánh nặng xã hội. Lý do tại sao? Tại vì điều luật 237A5 dưới cái mặt luật di trú và nhập tịch cho cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch cũng là cái cơ quan mà phụ trách về cái vấn đề điều tra hôn nhân giả này có quyền tiến hành thủ tục trục xuất cho bất cứ người nào đã qua đây trong vòng 5 năm mà qua đây trong vòng 5 năm mà đã nhận tiền trợ cấp mà không có thể giải thích được là cái chuyện tại sao người ta lãnh tiền trợ cấp sau khi người ta qua đây. Giả sử người ta bệnh hoạn, người ta không có giải thích được là cái lý do tại sao người ta phải lãnh tiền trợ cấp trong vòng 5 năm. Thì bây giờ là Bộ Tư pháp đang cứu xét lại cái mặt luật, đang xem có thể thay đổi được hay không. Tại vì trước đây đã có một cái quyết định ở Tòa Tối cao Pháp viện rồi để như thế nào tính cái đó. Cho nên đó là một cái tin sĩ Nhưng mà so far khi mình nghe tin sĩ Từ lúc mà trước khi ông Tổng thống Donald Trump uh, Tiên thể để trở thành Tổng thống uh, của nước Hoa Kỳ Cho tới bây giờ thì chúng ta thấy rất là nhiều Là khi mà nó là tin sĩ liên quan về mặt lần chi chú Đa số nó sẽ xảy ra Đa số nó sẽ xảy ra đó là hai cái tin tức mà Tuấn cảm thấy rất là quan trọng và phải nhấn mạnh cho quý vị ngoài cái tin tức ngày hôm nay mà cái tin tức ngày hôm nay liên quan về cái vấn đề 96 người đã bị cáo tội về cái hôn nhân gian lận mà bây giờ sẽ bị đưa vào cái hình thức gọi là hình sự có thể ở tù và có thể bị phạt thêm tiền. Nào, trong thời gian còn lại khoảng 1-2 phút thì bây giờ chúng ta sẽ nói thêm cái chi tiết của cái hồ sơ những cái người nào mà đi qua đây mà không đi về. Đây là cái tình trạng overstay và đây để cho quý vị hiểu thêm là tại sao chúng ta đang có một con số người rất là lớn mà đi qua đây du lịch mà người ta vẫn ở lại đây mà chưa có đi về và cái tình trạng đó lại liên quan tới cái vấn đề tại sao đây là một số người lại đi vào cái hôn nhân mà hôn nhân gian lận mà đã bị bắt thì trên cái mặt luật di trú đó người ta có quyền có quyền hợp thức hóa ở đây nghĩa là xin điều chỉnh cái tình trạng di trú người ta ở đây. Nếu người ta vào nước Hoa Kỳ có cái sự kiểm tra, có cái sự kiểm tra hoặc là có cái sự bằng lòng của cơ quan của sở di trú. Cho nên nếu người ta đi vào đây có cái sự kiểm tra giống như du lịch hoặc là cái sự pro giống như cái cái nhân đạo của sở di trú. Rồi sau đó nếu người ta có cơ hội để được bảo lãnh mà cái bảo lãnh nó phải là trực hệ. Trực hệ nghĩa là làm sao? nghĩa là cái visa nó phải có liền thì đa số đó là những cái tình trạng kết hôn với công nhân Hoa Kỳ hoặc là nếu người ta là người cha mẹ của đứa con có quốc tịch mà đứa con bây giờ trên 21 tuổi hoặc là đó là những cái người mà qua đây mà ở quá hạn và người ta là con nít dưới 21 tuổi độc thân mà ba má người ta là công nhân Hoa Kỳ bảo lãnh cho người ta thì trong những cái hoàn cảnh đó là trực hệ thì người ta lại có quyền lại có quyền xin thẻ xanh nếu mà được bảo lãnh theo cái trực hệ thì người ta có quyền được xin thẻ xanh ở đây cho dù cái thời hạn người ta ở quá hạn hoặc là cho dù cái thời hạn người ta đã không còn lưu trì nữa. Tuấn cho cái thí dụ đi, giả sử đi mấy em qua đây du học, rồi mấy em cố gắng đi học rồi trong cái thời gian này không đi học nổi vì cái vấn đề trình độ hoặc là khả năng tài chánh hoặc là lý do nào đó giống như bình hoa rồi sau này mấy em nó gặp những cái người có quốc tịch mỹ hoa kỳ và thật sự và thật sự ăn ở sống chung giống như vợ chồng với cái tinh thần là gia đình chứ không phải là vấn đề hợp tác thì những em đó vẫn có quyền được bảo lãnh và được xin giấy tờ ở đây nó khác với cái vấn đề mà cái tin tức ngày hôm nay là cái tinh thần đó nó chỉ là vấn đề giúp đỡ buôn bán và cái buôn bán số tiền nó rất là lớn và người ta không có ăn ở sống chung với nhau. Đó. Cho nên khi người ta đi qua đi du lịch, đó. người ta qua đi du học và nếu người ta không lưu trì cái tình trạng của người ta thì người ta chỉ có quyền xin thẻ xanh nếu người ta được cái hồ sơ bảo lãnh mà cái hồ sơ bảo lãnh nó phải là trực hệ, trực hệ nghĩa là công nhân Hoa Kỳ bảo lãnh cho vợ chồng công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi hoặc là công dân Hoa Kỳ trên 21 tuổi bảo lãnh cho cha mẹ của người ta. Đó là ba cái tình trạng. Còn một số tình trạng nếu người ta chưa có đây bất hợp pháp mà cái thị thực nó có liền thì người ta vẫn có quyền được bảo lãnh. Thì lâu lâu cái đó là hồ sơ F2A hoặc là có thể trong thời điểm này là những cái hồ sơ mà theo cái diện gọi là diện lao động thôi hoặc là cơ sở bảo lãnh cho nhân viên. À, khi khi mà người ta không rơi vào cái tình trạng đó nghĩa là người ta không phải là trực hệ người ta đã ở đây quá hạn rồi người ta đã ở đây quá hạn rồi nhưng mà ngược lại người ta muốn muốn có cái hồ sơ bảo lãnh rồi người ta muốn có cái cơ hội xin thẻ xanh nhưng mà người ta đã ở đây quá hạn rồi hoặc là không có lưu trì cái tình trạng người ta mà người ta không phải trong cái tình trạng trực hệ đi đây tuấn cho cái thí dụ giả sử người ta trên 21 tuổi à, ba má của người ta thẻ săn bảo lãnh cho người ta nhưng mà người ta trước đây còn đi du học rồi nhưng mà đi du học nó quá lâu rồi cho nên người ta không có thể tiếp tục được nữa mà cái hồ sơ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi nó mất hết 7 cho tới 8 năm thì trong cái thời gian người ta ở đây bất hợp pháp một thời gian thì bây giờ tới cái ngày đáo hạn rồi mà người ta lại không có thể ở đây xin giấy tờ được thì người ta bắt buộc phải làm thủ tục ở bên lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Thì khi người ta làm cái thủ tục bên cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn để cho người ta trở về Việt Nam phỏng vấn thì người ta sẽ bị cấm 3 năm không trở lại hoặc là 10 năm không trở lại nếu mà cái thời gian người ta ở đây bất pháp trên 1 năm là 10 năm trên 6 tháng nhưng mà dưới 1 năm là 3 năm. Cho nên trở lại cái văn bản hướng dẫn cho FJ và em nó quan trọng vì cái lý do này nó tính cái thời điểm bất hợp pháp là thời điểm nào để xem lúc mà em nó trở về Việt Nam để phỏng vấn có bị cấm 3 năm hoặc là 10 năm hoặc là không bị cấm hay không. Cái đó là cái quan trọng chi tiết. Nhưng mà nếu mà đã bất hợp pháp mà không phải là trực hệ mà phải đi về Việt Nam phỏng vấn thì có thể bị cấm 3 năm hoặc là 10 năm. Nhưng mà 3 năm, 10 năm muốn quay lại mà không muốn chờ 3 năm, 10 năm thì bắt buộc phải xin ân xá. Thì cái ơn xá có thể xin trước khi người ta rời khỏi nước Hoa Kỳ. Có thể xin trước khi rời khỏi nước Hoa Kỳ. Đó là cái thủ tục I-601A gọi là Advanced Processing hoặc là Provisional Waiver. Đây là những cái trường hợp mình biết mình phải trở về Việt Nam phỏng vấn hoặc là trở về quốc gia của người ta phỏng vấn khi trở về sẽ bị cấm 3 năm hoặc 10 năm không được qua lại và nếu mà muốn qua lại liền thì phải xin ơn xá thì người ta có thể làm thủ tục cùng với cái hồ sơ bảo lãnh với sở y chú trước khi người ta đi về và nếu mà sở y chú chấp thuận cho người ta thì người ta có thể về phỏng vấn bình thường rồi người ta có thể quay lại chứ không phải là phải chờ 3 năm hoặc là 10 năm giống như cái luật đã cấm thì nếu người ta được cái ơn xá đó là cái i 601 a nhưng mà muốn được cái ơn xá đó nó không phải là chuyện dễ. Người ta phải trình bày cái sự khó khăn, đau khổ cho ba má người ta hoặc là cho vợ chồng của người ta hoặc là cho uh, cả hai vừa ba má hoặc là vợ chồng chứ con cái người ta không có tính. Cho nên tóm tắt lại là quý vị thấy là khi mà người ta qua đây, người ta qua đây, người ta đi du lịch và đi du học và người ta không có thể tiếp tục nữa và người ta ở trong cái tình trạng này đó thì người ta vẫn có cơ hội để xin giấy tờ nếu mà người ta kết hôn với người công nhân Hoa Kỳ hoặc là nếu người ta là cha mẹ mà có con trên 21 tuổi mà công nhân Hoa Kỳ hoặc là những em đó là dưới 21 tuổi mà ba má người ta có quốc tịch bảo lãnh cho người ta thì nó lại trở lại với cái bản tin ngày hôm nay đó là đây là những cái tình trạng mà những cái người mà bị bắt là đa số là du học sinh hoặc là du lịch người ta đã qua đây rồi người ta đã qua đây rồi nhiều nhiều những người này đang còn đi học mà học rất là giỏi cho nên đầu chương trình tuấn với hỏi cái lý lẽ đâu mà không suy nghĩ tới mà đi đưa mình vào cái thế như vậy đó và đồng thời và đồng thời đó là khi mà làm như vậy nó không có cái con đường nào khác nữa mà cái hậu quả nó rất là nặng đó. cho nên nhiều khi trong những cái chương trình này tuấn hy vọng tuấn giải thích như vậy và người ta hãy biết hiểu biết như vậy thì người ta tránh trong những cái tình trạng mà những cái tổ chức đó người ta không nên đó. cho nên thưa quý vị đó là cái bản tin mà ngày hôm nay mà cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch đã đưa ra mà nó là cái bản tin quý vị sẽ nghe rất là nhiều trong đài truyền hình 11, 13, đó là CBS, ABC, NBC, Fox News và tất cả nhà báo lớn của thành phố quý vị. Mà cho tôi nói nó không phải là người Việt ở Houston không đâu, có nhiều em ở xuyên bang đã bị luôn. Cho nên khi mà quý vị coi những cái bản tin này và quý vị theo dõi chương trình, tôi rất là hy vọng là đây là một cái chương trình để cho quý vị tìm hiểu thêm và hy vọng nếu mà trong những cái hoàn cảnh này nó có cái sự ảnh hưởng để giúp cho quý vị tránh và không nên làm những cái vậy. À, rất là chân thành. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và ngày hôm nay là ngày 13 tây của tháng 5. Xin chúc cho quý vị một buổi chiều, một buổi tối rất là hạnh phúc và bình an. Xin tạm hẹn quý vị vào chiều tối ngày thứ hai. Xin kính chào.